Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách là để xem ai đang theo dõi mình trên Facebook các bạn nhé. Các bạn có thể xem được cái danh sách đó luôn, tất cả những ai mà trước đây đã theo dõi cái Facebook của các bạn, đã bấm nút theo dõi Facebook của các bạn, thì nó sẽ hiển thị lên trên một cái danh sách. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xem danh sách đó các bạn nhé. Nào, các bạn cùng cầm điện thoại lên và làm theo mình hướng dẫn nhé. Vâng, thì đầu tiên các bạn bấm vào Facebook nhé. Ok các bạn, các bạn bấm vào menu nhé. Đó, sau đó các bạn bấm vào avatar nhé. Rồi, đến đây các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào chỉnh sửa chi tiết công khai nhé. Ok các bạn, đến đây các bạn tiếp tục kéo xuống dòng dưới cùng các bạn nhé. Các bạn bấm tiếp vào dòng chỉnh sửa thông tin giới thiệu nhé. Rồi, ok các bạn, các bạn tiếp tục kéo xuống nhé. Thì đây các bạn, đây là cái dòng và cái danh sách, đó là người theo dõi các bạn nhé. Và các bạn bấm vào xem tất cả nhé, thì nó sẽ hiển thị hết lên tất cả những cái người mà theo dõi các bạn, các bạn nhé. Đó, ở mình đây thì Facebook này của mình có 41 người theo dõi thôi. Đó, các bạn có thể lướt xuống được xem được những ai là theo dõi các bạn nhé. Đấy, đấy là cái cách là tìm được ra cái danh sách mà những ai đã theo dõi Facebook của các bạn nhé. Nó rất là đơn giản thôi các bạn. Vâng, vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để xem ai đang theo dõi mình trên Facebook. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.